chào các bạn quay lại chợ cá Bình Điền nha. Hôm nay em đi mua mực giùm một bạn trên xem trên kênh YouTube của mình nè. Giờ mình đang đi lúc mà người ta mới vô mực này, mực Phú Quốc nè. Phú Quốc lúc này giờ này là 12 giờ nè, 12 rưỡi mới vô tới nè các bạn. Mực ống nè, mực lá, lá sồ. À, bữa nay chủ nhật nên mực lá nó mắc dữ lắm, mực lá này ống gì mắc. À, mực vô bao nhiêu là bán hết nhiêu, cái này vô hết một lọt rồi nè, nãy mình mua lọt rồi, cái này là mới vô nữa nè. Lá hôm nay nó mắc dữ lắm, bình thường nó thì 240-250, nay lên ví dụ như lá 1, lá 2, lá 3 này lên 280. Còn cá lá sò hôm bà hỏi mình mua 280 thì nay lên 300-301. Thì theo quen biết nữa, lá mới vô đẹp ghê, trắng tươi luôn. Mấy bạn mà đi trễ trễ như 3-4 giờ sáng là không có mực này để mua đâu. Mực này vô chút xíu là lựa xong là bán hết rồi, không có dặn là không có rồi bạn. Cái này nó lá này lá 1, lá 2, lá 3. Nãy mua lá nhất của lột rồi mà nó khó bự bằng này. Bằng 2 lá 2 của con này. Đó, lá sồ bên đây nè. Này là lá sồ nè. Đó, 300-301 ngàn đó các bạn. Quen biết thì 300, còn không quen thì 301-302. Nó hiếm lắm, ít lắm. Đây nè, cái này là con lá mình mua nãy nè, 280 ngàn nè. Con chừng nửa ký 6 lạng. Bữa này hơn chứ. Để hồi về nhà mình cân đây. Mua mà đi chưa về nữa. Mà chúng ta vô đứng quay cho các bạn coi. Còn này là nhỏ nữa là ghẻ nữa, ghẻ chứ cũng từ 200 đổ lên. Đó là mặt ống. Mực Phú Quốc thì có 1-2 chỗ bán nha các bạn, chứ không phải chỗ nào cũng bán mực Phú Quốc. Như bên đây là bán mực Gạch Giá Kiên Giang. Dựa này dựa mình quen nè, họ mình quay cho các bạn coi mực nang á. Bên đây thì chuyên về mực nang với mực lá lột, mình cũng mua giùm bạn đó mực nang bên đây nè. Một đồng chí mà mực nang này cuối tuần á, trời ơi, ăn cuối tuần là các bạn phải chịu giá mắc rồi nha. Người ta lựa đồ đẹp cho mình thì mực nang hồi nãy mình mua là con là 6-7 lạng gì à, giá nó này tới 220 ngàn. Bình thường bữa hổm mình quay thì con mực nang á, mực sáng á, là cái con đó là cũng như là loại 2, loại 3 gì rồi, là nó có 150-160 gì không mình không nhớ nữa. Hôm nay là mình là mực mới lên tới, là mình kêu lựa cho mình 5 kg mực loại nhất 220 ngàn. Còn mấy trong bơ nè, tao phải quậy nè cho nó cứng, là mực loại 2, loại 3 vậy đó, quậy lên nó mới cứng chứ không ấy là nó mềm xèo nha, ăn về nó có mùi nữa. Thôi bây giờ mình làm mực như đây thôi các bạn, giờ công việc giữa cũng nhiều rồi, ta đi về. Đây nè bạn ơi, mực nãy mình mua nè, mua kêu người ta móc cái mặt giùm luôn rồi, mặt móc cái mặt trong này nè, để thôi về nó dập mặt cái là rồi con mực nó ăn thui luôn, nó lan ra da. À, mực này đẹp trắng tươi luôn không, nó có một lằn đen nè, đen vậy là không có đáng kể các bạn, là nó đen hết lan vòng vậy nè, mấy là gọi mực Kiên Giang Phú Quốc. Kiên Giang ý bảy mực Kiên Giang. À, con nào cũng phải có một đốm đen. Hôm nay mua sớm đó chứ đi chạy chút nữa rồi không còn con nào để mua.
rồi còn này này là nửa ký quá, 4 lạng mấy à, 4-5 lạng. Hôm bữa lần rồi mua cho bạn ở cho anh đó ở Bình Tân rồi mình quay cái clip mình có đăng lên cho các bạn coi đó, con mực sộ tới 1 ký mấy này, nửa ký phải, nãy đợi chút nữa là mua được cái lô mực sộ đó, mực sộ nó thấy mắc quá, 300 mấy ăn cũng buồn, này nó cũng có lớn rồi. Này con nửa ký, mình ăn nửa ký và 4 lạng tới nửa ký. Mình quen biết mới được lựa như vậy các bạn. Nãy nguyên đóng mực mới đổ ra là mình bay vô mình lựa luôn. Con này chắc 7-8 lạng. Con này bự nhất rồi. Chứ ít ai được vô đó lựa lắm nha. Thường là lính dựa người ta lựa xong rồi mình lại đó mình vô khai đó mình lấy thôi. Rồi hôm nay mua vậy thì cũng được quý rồi, nãy giờ đi vòng vòng tưởng đâu không có mực mua luôn, cũng thêm còn ở chỗ đó mua thì nếu mà thì cũng có mực, nhưng mà mực điều mực nó không có đẹp bằng mực Phú Quốc này. Bây giờ mình phải ngâm nước, bây giờ chưa đóng thùng thì phải ngâm nước, bây giờ tới sáng này, tới chút xíu nữa mình rảnh mình mới đi mua thùng mót mình đóng thùng cho các bạn này. Ở này cũng sáng qua chợ lấy luôn đó các bạn, nhà cũng gần đây à. À, con mực mực này nè mình phải ngâm nước nè để thôi nó bị cái da nó bị sần, nó bị đỏ, với lại con mực nó sẽ bị mềm, bây giờ phải ngâm nước. Khi mình đóng thùng mót cũng vậy, mình cũng phải đổ vô miếng nước, với lại khi mà các bạn ở nhà ăn mà không hết á thì cũng vẫn để nguyên da luôn, rồi mình ngâm nước vô cái gì đó, cái khay gì đó mình bỏ vô tủ đông nha, chứ đừng có lột rồi nó sẽ bị mất cái mùi mực. Nè cái này là 5 ký mực nang nè, mình mua nè, con này cũng nửa ký nè, hàng mực nang ngon là cái nhìn nó trắng lắm nha, tua gâu nó về là chứ nó không có dị hoạch, mấy con nang dở là các bạn chỉ cần để lên vậy thôi là nó xịu qua một bên nè, chứ nó không có đứng sững gì đâu, tua nè là để vậy nè là nó sụ xuống luôn, sụ gâu xuống luôn nè. Lửa đời con nè, nó nguyên một thùng là nang của người ta đổ ra, mình bay vô mình lựa cái gì vừa quen á, mình lựa được hết à, để cho lựa để giá cũng ưu đãi chút xíu nữa. Mà nay cuối tuần mà mực máy mắc chứ bình thường thì nó rẻ, thường mực này chừng 88-89 dữ lắm, nang ngon loại một nè. Nay mua ai cũng la trời hết chuyện, ăn ngày chủ nhật mà thường thường là chủ nhật mới có mấy bạn mới có tiệc này. Mua cho bạn Phương, bạn Phương không biết có coi clip này không, thường thường ở bạn cũng theo dõi clip mình nhiều lắm. Nay mình mua, nãy vừa mua vừa lựa bởi vậy không có quay được hỏi giá trực tiếp cho bạn coi. Mua giờ mình về mình nói, nãy mình đứng ngay giữa mực mình quay lúc lựa thì mình không quay. Các bạn vô chợ là không có mực, mực này không có lựa từ con được đâu, vô người ta hốt ào vậy đó, dạt nhiều khi dạt không kịp, nhiều khi dạt bị la nữa. Chợ mà nếu mà mực đắt á rồi khỏi cần dạt, vô được vừa ý mua, không được thì thôi không cần bán, còn chợ ế thì người ta mới cần bán thôi. Mấy con mực nang này nè ta đâu có sợ đâu, ví dụ như bán không hết thì người ta muốn lợi người ta mai người ta bán cũng vậy à, nó không gớt giá vì nó chủ yếu là đá lạnh là nó sẽ ngon vậy hoài vậy nè, chơi một thời gian lâu á như 3-4 ngày nó mới xuống loại 2 đó, rồi cái nếu mà ngày 2 ngày nữa sẽ xuống loại 3 rẻ hơn chút vậy đó, thì mỗi loại nó rẻ hơn chừng vài chục ngàn, 30-40 ngàn vậy các bạn.
dễ dở chút là nó rẻ hơn 30 ngàn. Hôm nay là con mực với con tôm là nó hút nhất thứ bảy với chủ nhật á, với chả cá mình hôm nay cũng lên giá luôn rồi nè. Mà để ngồi mình quay chả cá làm sao đây. Các bạn Phương này hôm nay bạn ăn cũng nhiều, nãy mua mực bây giờ mua cho bạn hai con cá bớp nữa nè. Cá bớp thì chợ nó nhiều nên mình không có gấp, giờ này mình rảnh mấy đi mua. Lợi vừa này quen nè, mình hỏi giá rồi hỏi con cá nào ngon. Cá bớp nó có mấy loại chứ không phải là con nào cũng như nấy nha. Mình hỏi giá cho bạn coi luôn. Ơi, con cá bớp ngon là con cá nào ngon? Cá bớp vàng này, có con nào 3 kg không ta? Mắc nhất á, 138. 140 giờ bán 138. 3 kg này nè. Con này ba. 135. Con này ba. Không, cái con nào chừng 3 kg á? 3 kg con? 3 kg đó. Này hả? 3 kg đó. Này 3 kg mấy á? Này dưới này lận thứ hả? Hồi khác. Không. Cái này mắc hết. Cái đó mắc hơn. Này 3 kg nè. Cái này không có cái nhỏ hả? Không. Thì một thứ đó nhưng mà lớn nhỏ. Lớn nó mát. Thấy này nó trắng, này vàng vàng. Thử không? Thử. 3 kg đó. Lấy còn hai con ngon ngon. Hai con ngon ngon. Đặc biệt á. Đặc biệt nè. Ba ký con, 3 kg anh con, 3 kg. Đây. Whip nghe, hàng whip mới được nha. Mua cho. Sáu ký tám hả? Dạ. Rồi đại đi chứ nó đâu chứ. Trăm ba chục ngàn ký. Ông ở em lên, để nóng ra đi về, em về đó. Nãy anh mua được 130 ngàn bạn. Quen biết ông bớt cho giá vốn. Lúc ra là bán ít nhất là 135 nha. Này mình mua được con 130. Cá là cá ngon, cá này cá ba sọc nè. Sọc vàng vàng này nha. Cái ít nó vàng vàng nè là cá ngon. Hồi nãy có cái nó không có màu vàng, nó cũng có sọc vậy nhưng mà màu đen á là cá nó không ngon, nó rẻ hơn. Cá là kêu bạn nãy nói đâu quên đi tìm rồi. Ở đâu là ngon không biết. Mà bạn mua nhớ là nhìn cái ức nó màu vàng nè là mấy cá ngon nha. Cái ức mà cái mà nó không có vàng là không phải cá ngon. Có hai loại vậy đó. Có còn cái bóp kia nó không có sọc này luôn. Đó, sọc vậy là ngon rồi nè, nhưng mà cái loại ức vàng này là ngon nhất. Chứ đừng mua mình đen không. Mình đen không là không có ngon. Loại cá không ngon. Này mua con hồi nãy 6 kg 8. Hai con 6 kg 8. Giá cá nàng 2 hôm nay thì 62 ngàn các bạn. 62 là mình bán ra nha. Vốn từ lấy thì có 61 thôi. Cá này cá hôm nay cũng 5-6 lạng rồi. Mình lấy thường thường lấy cá từ 2 tới 6 thôi. Giá nó hơi cao hơn chút. Có nhiều người ta lấy cá lớn thì nó rẻ hơn 1 ngàn, 2 ngàn chứ. Vì con cá nàng giá này nên chả cá mình hôm nay cũng giữ giá 170 ngàn đối với bạn hàng mua sỉ nha, còn 175 ngàn cho bạn hàng lẻ. Nên là chả cá vừa mình nạo đó các bạn, mình cũng đang nạo chuẩn bị cho bạn nó 5 kg nè, với mối của mình 20 kg nữa là rồi. Hôm nay chủ nhật nên nạo hơi nhiều, hôm giờ mình nạo cả 100 kg rồi. Thông thường thì thứ bảy chủ nhật thì chả người ta sẽ xài nhiều hơn bình thường, bởi vì cuối tuần á, thường thường thì người ta làm tiệc cuối tuần. Giá của nó là 170 ngàn đối với giá sỉ, mua khoảng 10 kg đổ lên, còn mua lẻ thì một vài ký thì mình bán là 175 ngàn các bạn. Bạn có xài thì ủng hộ mình nha. Clip mình hôm nay là tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha. Mua giờ mình đóng thùng vô nè, mình hồi bạn đó qua chợ lấy nè các bạn.
này nhà gần đây nên đi qua lấy luôn, mình khỏi cần xếp, bây giờ mình muối tại chợ luôn. Cái này thì mình để dưới rồi mới tới cá bớp. Đây hai món, đây hai món nữa nè, cá bớp với chả, chả dựa mình nạo á. Lấy nhiều 5 ký chả, 5 ký mực lá, 5 ký mực nang, hai cái bóp này 6 ký mấy nè. Rồi xong, thùng đã hoàn thành, chờ người tới lấy. Làm nè, làm mua giùm ta hơi cực, mình cũng vui, thấy tào lao thiệt. Mà cũng mừng cái là cái kênh mình cũng được các bạn để ý tới. Mong các bạn xem clip hãy chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình. Nếu thấy hay thì cho mình một like. Mỗi ngày có người, kênh mình ít người đăng ký lắm, nó không có nhiều người hết trơn á. Nhưng mà mình đăng clip lên có người xem là mình thấy vui rồi. Với lại cũng có nhờ người biết tới mình. Chứ đâu ngày nào đó mình bán được số lượng lớn các mặt hàng của mình là sao. Cảm ơn các bạn, bye bye các bạn nha. Mà mốt có ai muốn mua gì thì cứ alo mình, sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Mình giúp đỡ các bạn như mình đang giúp đỡ mình vậy đó. Một ngày nào đó chứ đâu bạn xài số lượng lớn thì nhớ tới mình thì sao.